em mình tự test Covid. Quay này. Ăn sâu vô các bạn nha. Ăn sâu vô nè, thấy không? Không quay mấy vòng. Phải lỏng người ra. Nha, phải lỏng người ra, quay mấy vòng nè, thấy không? Xong rồi rút ra nhẹ nhàng thôi. Đấy. Xong rồi bỏ vô cái đây ha. Cái này ra. Cái kit này nó không có cái lọc ở trên các bạn. Đặt vô. Quay mấy vòng. Đấy, quay mấy vòng để cho nó ra cái dịch ở trong lỗ mũi nha. Dung dịch này là chết rồi nha, chết virus rồi nha. Rồi bây giờ vắt cái này cho nó khô ráo nha. Vắt cái này, vắt cái bông đầu bông cho nó ráo ha. Đó, quay mấy vòng nè, vắt cho ráo. Rồi nhét cái này vô đây đi, coi như là mình cũng tránh lây lan luôn ha. Rồi cởi bộ cái tích kích ra. Cái này cứ cầm trên tay ha, đừng cho nó đổ nha. Kiếm một cái chỗ bằng phẳng nha các bạn. Quay sát đây thôi. Quay sát đây. Quay vô cái chỗ đây. Rồi mình chế vô cái giếng đây nha, chế cái dung dịch này vô cái giếng đây. Đấy, nó sẽ loang ra các bạn thấy không? Này bữa nay xã của mình cây mình test á. Xã mình cây mình test đó các bạn. Nói chung là test cũng nhiều rồi, bữa giờ test cũng nhiều lắm rồi. Rồi. Chữ C mà nó nổi lên như vậy là chứng tỏ là cái kit test này nó ok nha các bạn. Để mình coi thử ở đây họ nói đợi bao lâu đây. Hướng dẫn này nó không ghi đợi bao lâu. Trong này hướng dẫn nó không ghi các bạn. Này nó chỉ có được bao nhiêu à, thông tin nè, nó không nói là ghi bao lâu và thì xong hết á. Thì mình nghĩ chắc cũng cỡ khoảng 15 phút thôi. Còn trên cái que thì nó cũng chỉ dài thôi. Que chỗ que nó cũng chỉ dài thôi. Quay nó cũng vậy thôi. Giờ mình chờ cái kit này thôi, chờ cái kit này để cho nó kết quả này sao thôi. Mình nhắc lại luôn là cái vạch tại chữ C là cho mình biết cái nếu mà nó nổi cái vạch này lên thì vạch tại chữ C này lên có nghĩa là cái bộ kit này còn tốt. Còn mà nếu mà nó không hiển thị cái chữ C này lên á, cái vạch tại chữ C này không hiển thị thì có nghĩa là cái bộ kit này không tốt, cho dù khi đó kết quả chữ T nó có hiện lên hay gì đó thì cũng không được tính ha. Khi nào nó hiện cả hai thì mới được tính là dương tính, hoặc là chỉ hiện chữ C không, không hiện chữ T thì cái bộ thì kết quả là âm tính. Đấy mình nhắc lại là như vậy, cái
cái đơn giản là như vậy ha, chứ còn đừng cái lăn tăn kết quả gì khác ha. Mình để chắc mình ráng mình đợi luôn khoảng 15 phút nha các bạn. Thật ra thì mình cách đây mấy ngày mình mới test rồi, mình đi tiêm ngừa mình mới test rồi, nó cũng không có dương tính. Các bạn chịu khó theo dõi cái clip luôn ha. Tại cũng như clip trước thì mình cũng không muốn cắt ngang hay gì, giống như mà cắt ghép clip thì nó cũng không thích, không hay ha. Để mình dựng lên cho mình dễ quay chút nữa. Trong cái bịch mà đựng cái kit này thì nó có cái gói chống ẩm nha. Cái này các bạn cũng để xa tầm tay trẻ em nha. Hộp này nó cũng nguy hiểm á, chất này nó cũng không tốt ha. Rồi còn cái hũ đựng dung dịch này mà. Thì đối với cái bộ kit test nhanh thì cái dung dịch trong này nó sẽ làm chết virus luôn ha. Cái virus trong này nó không có còn lây lan nữa ha. Không còn khả năng lây lan. Với điều kiện là cái kit này phải là hàng không phải hàng nhái, không phải hàng giả ha. Còn hàng giả thì mình không biết được, không biết nhiều lúc dung dịch trong đó tào lao hay gì mình không biết. Nhưng mà nếu mà cái kit này là kit chính thống, cái kit đúng, không phải kit giả, thì cái dung dịch trong này nó sẽ làm cho virus nó chết. Còn đối với cái test mà PCR, tức là test PCR thì cái dung dịch mà thì nó cũng có que lấy mẫu giống vậy. Nhưng mà cái dung dịch mà để thọc cái que lấy mẫu vô thì nó không có làm chết virus mà nó lại nuôi virus. Đấy. Cái xã của mình, cái ấp của mình ở đây, ở Hóc Môn đây là test nhiều lần rồi. Cái vùng của mình là vùng xanh, mình được test rất là nhiều lần rồi. Nói chung hiện tại cái chỗ khu mình ở nó cũng an toàn. Hy vọng là nó an toàn cho đến hết dịch luôn. Chứ nó chỉ cần mà có một người thôi thì coi như chết. Một người dương tính thôi thì bắt đầu nó lây gì, gì. Kinh khủng lắm. Giờ mình rồi các bạn lưu ý luôn một cái việc mà lấy mẫu luôn nha. Ví dụ như mình tự lấy cho mình thì không có vấn đề gì. Mình cũng nên rửa tay bằng cồn đó. Còn 70 cũng được rồi ha, 70-90 được rồi. Còn mà nếu mà nhân viên y tế hoặc là một người nào khác lấy mẫu cho mình á, thì các bạn nên làm như thế này ha. Đầu tiên là các bạn đeo khẩu trang. Tại vì mình tránh tiếp xúc mà, với lại cái chỉ thị 5K là mình phải đeo khẩu trang rồi. Thì khi mình tới cái chỗ lấy mẫu, bắt đầu mình ngồi vô cái ghế để lấy mẫu, thì trước khi mình kéo cái khẩu trang xuống á, thì mình hít hơi vô bằng mũi hay miệng gì đó cũng được, nhưng mà hít không mạnh quá, hít vừa vừa thôi, hít nhẹ nhẹ để mình lấy hơi cho nó coi như là mình nói là lấy hơi cho đầy phổi đi ha. Thì các nhân viên y tế người ta đứng người ta chờ sẵn rồi đó, mình hít cho xong. Tuy nhiên là trước đó mình cũng phải xem thử là nhân viên y tế có thay cái bao tay khác hay không, hoặc là người ta có xịt cồn rửa tay hay gì không nha. Nếu mà thấy nhân viên y tế không có những cái động tác đó thì mình nên nhắc nhở người ta đó. Rồi mình hít hơi vô đầy phổi nha, xong rồi mình mới kéo cái khẩu trang xuống, vừa ló cái lỗ mũi thôi, vẫn che miệng nha các bạn đó. Xong rồi mình nín thở, tức là khi mà mình kéo khẩu trang xuống là mình nín thở luôn. Cái nhân viên y tế người ta mới thọc cái que lấy mẫu này vô nè, thọc cái que lấy mẫu này vô à, người ta thọc vô xong người ta rút ra thì bắt đầu mình thở ra. Ta rút ra xong rồi á, bắt đầu mình thở ra, mình thở ra bằng mũi, thở coi như thở thật là nhiều, thở mạnh cũng được luôn ha, thở ra bằng mũi. Mạnh thì nó nguy hiểm, nhiều lúc mình bị dương tính thì mình sẽ dễ lây phát tán ha. Thì mình cứ thở ra bình thường, khi mình thở ra được gần hết hơi trong phổi rồi thì bắt đầu mình mới nín thở, mình kéo khẩu trang lên. Đó là một cái cách
để mình hạn chế mà mình bị lây bởi cái người khác hoặc là bởi cái nhân viên lấy mẫu luôn ha. Đó là theo bác sĩ Khanh ở bác sĩ Khanh ở bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ hướng dẫn như vậy ha. Đây hiện tại là khoảng 10 phút rồi nè, nhưng mà mình chỉ hiện lên chữ C thôi ha. Chữ C có nghĩa là cái chứng thực á, mình nói theo kiểu tiếng Việt mà, chữ C là cái chứng thực á. Còn cái chữ T có nghĩa là test, có hay không có, đạt hay không đạt á, nó là chữ T ha. Cái bộ kit này như nó của Hàn Quốc nè bạn, cái que thử thì mình thấy nó ghi ở Hàn Quốc nè. Thấy mình đang test cái bộ này ha, bộ này. Nó cũng có hướng dẫn này các bạn ha. À, bước 1 là xé ra, xé cái miệng làm đôi nè, chứ không có cần phải tách ra, chứ không phải là xé nha, không phải xé đứt nha. Mình tách ra mới lòi cái que ra, mới lấy cái que cầm, cái tay mình cầm ở đầu trên của cái que nè ha. Thì trước khi làm các bạn nên xem kỹ ha, người ta hướng dẫn. Ta hướng dẫn hết, tất cả đều có hướng dẫn hết. Lấy cái bút lông xanh lên cho bạn. Ba ký tên lên bút lông của bà, có bút lông xanh hay đỏ gì có không, trên trên bàn ba có không? Cái bút lông đó còn mực không? Thấy không con? Bút lông hồi nãy của con á, còn mực không? Ờ cái đó thử đầu nhỏ. Để ba ghi cái tên. Ba ghi tên là nó bộ kích để mấy chú không có lộn. Để bút nào mà có lông. Cần không thì con xuống nhà dưới cái hộp đồ nghề của ba, cái chỗ mà đựng kim mà nó, trong đó nó có cái bút lông dầu, con lấy cho ba. Ở nơi các bạn hiện tại tình hình dịch bệnh như thế nào các bạn để lại bình luận cho mình biết với các bạn ơi. Mình sợ quá các bạn ơi, dịch bệnh gì đâu mà nó ảnh hưởng đủ thứ hết. Bút lông kia kìa, bút lông này nó bự lắm, cái đầu này nó bự lắm, ghi không được con. Để ba coi thử coi. Bự quá con có cái bút lông mà màu xanh rồi màu đỏ ở dưới, con bưng nó nhờ mẹ bưng cái hộp xuống rồi đổ ra. Tình hình dịch của mình chỗ mình hiện tại thì êm, rất là không có vấn đề gì Hóc Môn, nhưng mà mình ở khu này nó cuối Hóc Môn mà, nó giáp bên chỗ quận 12 á, xã Nhị Bình á, thì nó hiện tại dịch nó cũng không êm mắng nó, chứ không có hoành hành gì, nhưng mà mấy vùng khác nguy hiểm quá, mình sợ không biết các bạn làm Hai cây sao. bấm mấy cây nào Để mình ghi cái tên lên đây. Con cầm giùm ba cái máy hả? Rồi đi nha. Để bà ghi cái tên ba để mấy chú không có sợ lộn mà. Sợ mấy chú lộn. Bây giờ là 15 14 phút 28 giây thì mình đợi khoảng chừng cỡ, tại giờ nãy mình lấy là cái lọn đầu mình quay là cũng đã hơn 15 phút rồi, à hơn hơn 3 phút rồi, thì mình phải để khoảng chở gần 20 phút trên 10, muốn hơn 3 phút đó. Nãy mình làm hơn 3 phút thì coi như cho 3 phút, thì 15 phút là 18 phút.
mấy lần trước là mấy ảnh đi là mấy ảnh lấy cho mình luôn, nhưng mà lần này mấy ảnh đổi chiến thuật nè, ảnh đưa cho người dân người ta tự làm, mấy ảnh hướng dẫn cho người dân tự làm, thì mình thấy nó cũng đúng thôi, tại việc này nó cũng không khó. Các bạn có thể mua cái kit test này về làm ở tất cả các cái tiệm thuốc tây, các bạn hỏi mấy cái tiệm lớn lớn một tí. Ví dụ như mình nghĩ chắc là ở, nói chung là mấy cái tiệm lớn đi, giờ mình kể tên đâm ra giống như mình quảng cáo cho nên thôi mình cũng không muốn. Mấy cái tiệm lớn lớn chút xíu uy tín này mình nghĩ là người ta bán được, ta bán hàng nó cũng ok đó. Còn có, cũng có một số người ta bán hàng ở trên mạng thì cái đó mình cũng chưa mua lần nào, mình không biết nữa, không biết là hàng đó có được qua kiểm duyệt gì chưa, cái đó thì mình không biết. Nếu mà mình ăn muốn an tâm thì mình nên, thứ nhất hoặc là mình lên xã nơi mình ở, xã phường nơi mình ở, mình đề nghị mình test thì chắc cũng có. Còn không thì mình ra tiệm thuốc tây, mấy cái tiệm lớn á, uy tín á, mình test nha. Mình mua, mình nói mình mua cái bộ kit test nhanh Covid mà người ta bán. Mười sáu phút rồi các bạn, mình ráng mình đợi luôn. Thật ra mình hồi hộp lắm, đợt trước mình test cái kit kia, lúc mà mình đổ cái dung dịch vô cái giếng này, nó loang, nó đỏ lồm hết trơn luôn, nó đỏ đều hết luôn, nó không có nổi vạch nha, bắt đầu mình hết hồn luôn. Cái sau đó một hồi đó nó mới mờ dần, nó mới đỏ cái phần chữ C thôi. À, lúc đó mình cảm thấy mình an tâm, khỏe, sợ. Nay mình test tại nhà nha, chứ không phải là ở đâu nha các bạn, mình test tại nhà nè. Khoe luôn giò lan, mấy chồng giò lan trắng với vàng. Mười bảy phút, mình không có ghim bát, bữa nay mình không có chuẩn bị cái cây cái giá đỡ điện thoại nên clip nó hơi rung ha, các bạn thông cảm nha. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách like, subscribe kênh giúp mình ha, nếu thấy hay thì chia sẻ cho mọi người cùng xem ha các bạn. Kênh mình là kênh Ba Cốt Nghĩa, lấy cái bảng qua in đấy con. Kênh mình là kênh Ba Cốt Nghĩa. Đây kênh của mình đây các bạn, có gì các bạn ủng hộ kênh của mình giúp mình ha, giới thiệu cho mọi người cùng biết ha. À, 18 phút à. Mình coi như mình kèo thơm luôn, mình đợi tới 20 phút luôn đi các bạn nhé. Để đợi mấy ảnh ra, mình đưa cho mấy ảnh luôn. Ngáy 19 phút à, mình ráng chút mình đợi 20 phút luôn ha. Rồi mình đợi mấy ảnh bên nhân viên y tế. Các bạn ủng hộ kênh mình với nha, Ba Cốt Nghĩa nha các bạn. Các bạn like, subscribe kênh mình giúp luôn nha. Các bạn ơi, mười chín phút 49 50, mình ráng đợi tới 20 phút luôn nha các bạn. Các bạn chịu khó xem clip
chịu khó xem từ đầu tới cuối để có những cái mà mình nói trong quá trình mình làm các bạn nha. Rồi ok, xong rồi mình kết thúc video ở đây ha. Các bạn nhớ like, chia sẻ cũng như là subscribe kênh giúp mình luôn nha. Bye bye các bạn. Bye bye.